Sài Gòn mấy bữa nay cứ sáng nắng chiều mưa thất thường, mà mỗi lần như vậy là cái bụng tôi nó cũng thay đổi thất thường luôn. Sao nay thèm đồ Hàn Quốc dữ vậy ta? Thèm tteokbokki thịt tướng xèo xèo rồi đó. Trong lúc đang thèm, bà chị qua chơi mang cái hộp gì mà to đùng vậy? Phải chạy ra xem mới được. Ủa chị mang gì vậy? Wow, đồ Hàn Quốc hả? Sao biết đang thèm vậy? Bởi thần giao cách cảm tâm linh tương thông. Hiểu ý em ghê nha, trời ơi đem tài là mấy món em thích không à. Mua chỗ nào không biết mà đặt cái hộp quá là hoành tráng lệ luôn. Nhìn mà nước miếng chảy ồ gật. Ủa mà khoan, hình như là thiếu cái gì nè. Rồi thôi khỏi đi, nhớ rồi. Đây, ăn đồ Hàn Quốc sao thiếu mấy cái này được. Kim chi. Nhà em có 3 loại: kim chi cải thảo, kim chi củ cải với lại kim chi củ cải non. Mấy cái kim chi này là đúng chuẩn kiểu Hàn Quốc luôn nha. Nhà em được cái có điểm chung á là ai cũng thích ăn kim chi hết trơn, nên là trong tủ lạnh lúc nào cũng thủ sẵn. Còn gói này là canh súp thịt bò, bữa giờ mua lâu rồi mà chưa có ăn, nay sẵn ăn luôn. Cái này cũng tiện, mình bỏ vô lò mình quay khoảng 3 phút á là mình có ăn rồi. Đồ ăn kèm có đủ rồi, bây giờ mình chiên nha. Đầu tiên là mình sẽ ăn kim bắp với lại kim chi củ cải non. Ta nói cái củ cải non nó giòn sườn sượt, ăn chung với kim bắp là chuẩn bài luôn. So yummy. Kế đến là em sẽ ăn tới mì trộn. Mì trộn ở đây nó hơi dính nha mọi người. Mì trộn thì em cũng sẽ ăn chung với kim chi luôn. Ta nói ăn đồ Hàn Quốc mà ăn chung với kim chi là lúc nào nó cũng ngon hết trơn á, như là một cặp bài trộn. Mà công nhận là cái hộp đồ ăn này người ta trang trí đề co bắt mắt lắm nha mọi người. Loại nào ăn cũng ok la phết. Giờ tôi ăn tới gà chiên với kim chi. Miếng gà được chiên vàng giòn thấm đậm gia vị. Nãy giờ ăn toàn đồ khô không à, giờ hấp miếng súp cho nó đỡ khô miệng. Ê, bà làm rớt tiền kìa. Ủa có hả đâu? Sao tao tìm hoài có thấy gì đâu trời? Đồ ăn nãy còn nhiều mà nó hết rồi. Em lỡ em ăn hết rồi.